Sáng ngày 6 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hội thảo Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon với sự tham gia của nhiều đại biểu từ cơ quan tham vấn chính sách, các chuyên gia kinh tế, các tổ chức tài chính. Tài chính xanh và thị trường carbon, hay còn gọi tín chỉ carbon, đều là những cơ chế tài chính có thể đóng góp vào công cuộc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức môi trường. Nếu như tín dụng xanh có thể cung cấp vốn cho các dự án được chứng nhận bằng các tín chỉ carbon, thì tín chỉ carbon như tấm thẻ bài đưa hàng sang các nước. Phát biểu định hướng tại hội thảo, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh cần nắm bắt xu hướng chuyển đổi xanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh để tạo không gian, động lực, năng lực cạnh tranh mới cho năng lực kinh tế thành phố, đóng góp cho kinh tế cả nước. Nếu không chuyển đổi xanh, nếu không tiếp cận với xu thế của thế giới, nếu không có những chiến lược bài bản, nếu không có những chính sách cụ thể lâu dài thì chắc chắn là nền kinh tế thành phố sẽ không tạo ra những giá trị mới hay là không có những cái năng lực cạnh tranh mới. Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận trách nhiệm hay là sứ mạng là địa phương có trách nhiệm, địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và sẽ là một địa phương nhận nhiệm vụ đầu tiên, nhận nhiệm vụ lớn nhất để thực hiện các cái cam kết quốc gia trong cái hợp tác quốc tế, trong cái định hướng chung của cả nước, trong cái khung pháp lý chính sách của cả nước thì cũng chưa được nhiều, thì thành phố khởi động có hơi chậm, nhưng chúng tôi cũng đã có những cái nghiên cứu và ngày 15 tháng 9 này đây, khi thành phố chúng tôi tổ chức diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ tư sẽ có những cái công bố sơ bộ về cái khung chiến lược chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Nhà báo Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, báo Sài Gòn Giải Phóng là cơ quan của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là cầu nối cho buổi hội thảo hôm nay để các diễn giả, các doanh nghiệp, các chuyên gia đóng góp ý kiến, cùng các nhà quản lý và hoạch định chính sách tìm ra tiếng nói chung cho hành trình xanh của nền kinh tế. Đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, với cơ hội và thách thức đan xen khi đã được Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển bằng nghị quyết 98. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có thể nhanh chóng phát triển một thị trường trái phiếu xanh để thu hút nguồn vốn quốc tế và trong nước, cũng như một thị trường tín chỉ carbon thông qua sàn giao dịch mua bán tín chỉ carbon để kinh tế thành phố đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đóng góp ý kiến tại hội thảo, tiến sĩ Trương Văn Phước, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đặt câu hỏi: chúng ta bán tín chỉ carbon ở đâu? Những nguyên liệu gì được cấu tạo trong tín chỉ carbon? Cái này chưa ai nói được. Tài sản cơ sở của một tín chỉ carbon là gì? Đó là việc kiểm soát thống kê lại lượng khí phát thải nhà kính. Ai kiểm kê và cách kiểm kê có đúng hay không? Tiến sĩ Trương Văn Phước lưu ý, trong Nghị định 06/2022/NĐ-CP có nói một câu: quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Vậy, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam là gì? Phù hợp như thế nào? Chúng ta đang mong muốn đất nước mỗi năm tăng trưởng GDP 7,5% đến 8% để trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030-2045. Vậy, việc hạn chế phát thải khí nhà kính có mâu thuẫn với mục tiêu đó hay không? Bài toán suy cho cùng cho vấn đề tài chính xanh hay thị trường carbon là của các cơ quan ở Trung ương. Bản thân tài chính xanh hay thị trường carbon không phải là mục tiêu. Suy cho cùng, nó là một công cụ để chúng ta đạt được tăng trưởng xanh, giảm phát thải bằng không với một cái giá rẻ nhất. Tiến sĩ Trương Văn Phước đề xuất, hiện chính phủ đã có các quy định rồi, thì chúng ta thực hiện việc này cho khả thi bằng cách lấy mục tiêu đầu tiên là hội nhập cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường. Họ khó khăn điều gì, chúng ta tháo gỡ ngay. Còn tài chính xanh hay thị trường carbon, hãy để cho thị trường quyết định và nhà nước phải đứng ra hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, để có một cú hích, cần phải có một định chế tài chính của quốc gia. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đầu tư vào các dự án xanh, chuyển đổi xanh thì sẽ được ưu đãi thuế, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt như thế nào?
Tâm đắc với quan điểm của tiến sĩ Trương Văn Phước, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp đang rất sốt ruột trong triển khai tài chính xanh và thị trường carbon. Điều doanh nghiệp quan tâm nhất là doanh nghiệp bắt đầu như thế nào, ai cấp cho doanh nghiệp chứng chỉ này, giao dịch với ai, như thế nào, theo khuôn khổ pháp lý nào, nếu vượt thì phải mua của ai để bù đắp. Kiến nghị rằng là các cái cơ quan quản lý chúng ta vào cuộc sớm hơn để tạo ra một cái khuôn khổ pháp lý, một cái môi trường pháp lý để cho chúng ta có thể bắt nhịp và vào cuộc nó nhanh hơn. Các cái tiêu chuẩn trong cái quá trình chuyển đổi xanh thì thật sự là cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi hiện nay thật sự rất là bức xúc, bởi vì là nói như vậy cách nói là bây giờ là nước tới chân rồi, nếu mà chúng tôi không xanh thì chúng tôi không đi đâu được cả, doanh nghiệp không xuất hàng đi được cả. Sắp tới rằng là có xuất đi nữa thì cũng sẽ bị đánh thuế và cũng sẽ bị thêm các cái ràng buộc khác, và họ thể chế nó thành những cái áp lực về mặt kinh tế luôn. Theo tôi có thể là chủ quan, nhưng mà cái nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về việc chuyển đổi xanh là đã có một cái bước chuyển rất lớn, và mong muốn được sự tư vấn, được sự hướng dẫn và có những cái cơ chế định chế để chúng tôi có thể là bắt tay vào việc thực hiện. Cái hồ sơ để trình vay là anh phải hết sức lưu ý về cái câu chuyện là quản trị và tiếp cận xanh. Hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đang bị vướng cái này. Và tôi nghĩ là phải kết hợp, như là cũng có diễn giả nói ở trong cái hội thảo hôm nay, là phải nên kết hợp với giữa doanh nghiệp, các nhà khoa học đấy, và các cái chuyên gia tư vấn thì có thể giúp được các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn này nó thuận lợi hơn. Theo tôi nghĩ là Việt Nam phải nội địa hóa các cái luật quốc tế, tức là các cái thể chế của mình, các cái quy định của mình nó phải là đồng điệu với các quy định của các cái tổ chức quốc tế. Chứ còn nếu như mà ta bê nguyên một cái quy định của một tổ chức quốc tế ta vào, ta đưa cho áp dụng doanh nghiệp Việt Nam rất khó. Bởi vì cái hệ thống tín dụng của mình nó khác, không phải là mình cứ bê nguyên như thế rồi là doanh nghiệp có thể vay được. Doanh nghiệp Việt Nam mà muốn vay được tổ chức tín dụng nước ngoài thì phải có một ngân hàng thương mại trong nước bảo lãnh. Chúng ta phải thể chế, chúng ta phải quy định rõ nó ra để nó ra các doanh nghiệp hiểu là tiếp cận được nguồn vốn. Vốn đấy thì chúng ta có thể là vốn quốc tế, có thể vốn trong nước, nhưng hòa lại thì nó là cái quỹ tín dụng của Việt Nam để cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận. Tài chính xanh là một cái dòng vốn tiếp theo, có thể nói là bổ trợ bên cạnh cái dòng vốn tín dụng truyền thống. Thì vấn đề nằm ở đây là nếu mà muốn tiếp cận được về tài chính xanh, đầu tiên là doanh nghiệp phải chứng minh được mình là có các hoạt động đóng góp có tích cực với môi trường, có tác động đến phát triển bền vững. Thì như vậy là phải xây dựng được một cái hệ thống đo lường. Đầu tiên là cái yếu tố đầu tiên quan trọng nhất là đo lường được tác động. Cái thứ hai nữa là những cái bộ tiêu chí đo lường ra nó phải nhất quán với một số cái bộ tiêu chí của các tổ chức tài chính họ sử dụng để họ tài trợ cho dự án xanh. Đang có những cái nguồn tín dụng xanh nhất định nào đó trong nền kinh tế rồi, nhưng mà các bên thì cũng lúng túng là bây giờ tôi thì cũng có một vài cái chứng nhận nhất định, nhưng mà như vậy cái của tôi đã gọi là xanh chưa, đủ tiêu chuẩn chưa. Thì như vậy nó phụ thuộc vào cái chuyện là bây giờ phải có những cái bộ hướng dẫn, nếu không thì ai cũng có thể phát hành một trái phiếu nói là tôi là trái phiếu xanh, hoặc là ngân hàng phát hành tín dụng xanh, nhưng mà nó thật xanh thật hay không, cụ thể như thế nào. Chia sẻ thêm, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4, thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Văn phòng Chính phủ, cho hay, nhận thấy nhận thức của doanh nghiệp về tài chính xanh, thị trường carbon còn rất thấp, cần rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Nỗ lực của hai bên cần gắn kết và chia sẻ với nhau nhiều hơn để phát triển vấn đề này. Còn theo ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó Tổng Giám đốc HDBen, có một điểm chúng ta ít đề cập đến là thị trường tín chỉ carbon. Khi khung pháp lý đối với thị trường này hoàn chỉnh và việc vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2025 được thực hiện như định hướng của chính phủ tại Nghị định 06/2022, HDBen cũng sẽ nghiên cứu để có các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường này. Bởi vì khi tín chỉ này trở thành một trong những loại hàng hóa đặc thù sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính. Thị trường tín chỉ carbon là chất xúc tác để thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp có hai hướng để đi. Thứ nhất, chúng ta sẽ thay đổi công nghệ để giảm lượng phát thải khí nhà kính. Thứ hai, chúng ta có thể đầu tư lĩnh vực hấp thụ carbon. Như vậy, doanh nghiệp có thể kinh doanh trên tín chỉ này, bên cạnh việc hiện hữu là doanh nghiệp phải giảm đi lượng phát thải. Ông Nguyễn Đăng Thanh khẳng định,
Đây sẽ là điểm thúc đẩy sự tham gia của toàn bộ thị trường nếu chúng ta hình thành được thị trường giao dịch tín chỉ carbon theo định hướng trên.